nếu mà các bạn làm văn phòng thì cũng có thể là sắm một cái này để đựng những cái hồ sơ hoặc là giấy tờ làm việc của mình. Các bạn học sinh sinh viên có thể là đựng giấy vẽ, giấy kiểm tra đấy, hoặc là hồ sơ học tập đấy, hoặc trong nhà mình mà có những cái giấy tờ quan trọng thì mình cũng có thể là bỏ hết vào trong này nè. Xin chào cả nhà, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho cả nhà một mẫu bìa nút hai ngăn nha cả nhà, của thương hiệu Daily này cả nhà ơi. Của thương hiệu Daily này, Daily thì không quá xa lạ gì rồi. Cái mã số là 5506 nha. Đấy mọi người thấy không? Cái màu nó cực kỳ bắt mắt luôn, mà cái thiết kế nó rất là độc lạ luôn này. Đấy, cực kỳ độc lạ luôn. Mình có hai màu nha, là màu hồng và màu xanh ngọc ha. Đấy, và mọi người thấy này, bình thường thì những cái phần nắp á, là nó sẽ vòng tròn hoặc là hình chữ nhật đi, thì cái này nó làm xéo qua một bên tạo cái điểm nhấn rất là đẹp luôn này. Đấy, nút thì là mình sử dụng là nút bấm ha, cực kỳ đơn giản và dễ sử dụng luôn. Đấy, nút thì là nút bấm ha. Và đặc biệt là có hai ngăn cho mình luôn. Hai ngăn này, là một ngăn bên trong này. Đấy, mình mở ra bên trong này. Và một ngăn nữa là ngăn sau lưng. Ngăn sau lưng này. Đấy là ngăn mở ha, ngăn mở nhưng mà nó cũng không có rớt hồ sơ ra đâu, mọi người đừng có lo, nó có cái miếng chặn này lại nè. Đấy, và ở phía trước này nó cho mình một cái tấm đựng tên, đựng thẻ tên. Đấy, ví dụ mà mình muốn ghi chú lên đây là tài liệu đó là tài liệu gì hoặc là của ai thì mình sẽ ghi hết lên đây nè, rồi mình nhét nó vào. Đấy, rất là tiện lợi luôn. Đấy, hoặc là mình có thể là nhét thẻ tên của mình vào đây nè. Đấy, cực kỳ tiện lợi luôn này. Đấy. Và cái này thì mình sẽ sử dụng cho giấy A4 nha cả nhà. Đấy, giấy A4 ha. Mặt trước này. Mặt trong này, mặt ngoài này. Đấy. Bây giờ mình sẽ bỏ vào cho mọi người xem ha. Đây là giấy A4 mình đã chuẩn bị sẵn ha. Thì tầm khoảng 30 tờ nha cả nhà. 30 tờ nha, bỏ vào này. Đấy cả nhà mình thấy không? Bỏ vào mà phần trên này còn rỗng miếng này, hai bên này còn rỗng miếng này. Đấy, đậy nắp lại. Đấy, cực kỳ chắc chắn luôn nha. Đấy, mọi người không có sợ bị rớt ra nha. Phía sau này vẫn còn một ô nữa thì mình sẽ bỏ vào luôn. Đấy, mình sẽ bỏ vào như vậy. Và cái miếng chặn này, công dụng của nó là để chặn lại cái miếng giấy ở trong này. Thì mình bỏ vào, mình lôi cái miếng này ra, rồi mình gấp lại như vậy. Đấy, mình gấp lại như vậy ha. Thì nó sẽ giữ cái miếng A4 của mình. Đấy, không có bị rơi ra được đâu nha. Đấy, giữ cho mình, lúc mà mình lỡ mình đổ đi thì nó cũng không có rơi hết ra ngoài. Đấy, ngoài ra thì mình cũng có thể là bỏ thêm bút nè. Đấy, hoặc là mình không sử dụng giấy A3, A4, A4 thì mình có thể là sử dụng giấy A5 cũng được nè. A5 mình cũng bỏ vào được luôn nè. Đấy, vừa được hết nha. Đấy, mình gói gọn vào trong một cái túi như vậy, một cái bìa như vậy. Đấy, rất là thông dụng ha. Đấy, và chất liệu của nó thì được làm bằng nhựa dẻo và đặc biệt là chống nước cho mình luôn, chống nước cho mình luôn. Khi mà mình lỡ mà đổ nước lên hoặc là mình đi trời mưa mình cũng không có lo là nó sẽ thấm nước vào trong đấy, hoặc là bị ẩm mốc ở bên trong ha. Đấy, cái này thì nó chống hai cái đó cho mình luôn, cực kỳ thông dụng luôn. Nếu mà các bạn làm văn phòng thì cũng có thể là sắm một cái này để đựng những cái hồ sơ hoặc là giấy tờ làm việc của mình. Các bạn học sinh sinh viên có thể là đựng giấy vẽ, giấy kiểm tra đấy, hoặc là hồ sơ học tập đấy, hoặc trong nhà mình mà có những cái giấy tờ quan trọng thì mình cũng có thể là bỏ hết vào trong này nè. Đấy, để bảo quản cho mình những giấy tờ đó nó không có bị hư hại ha. Đấy, cực kỳ hữu dụng luôn. Và giá của nó thì cũng tầm khoảng từ 10 cho tới 13 ngàn thôi, rất là rẻ luôn. Đấy, mọi người cũng có thể là sắm về một cái. Đấy, và đựng những cái giấy tờ quan trọng của mình vào đây. Đấy, giấy của các con nè, giấy trong gia đình nè, giấy học làm việc này đấy. Rồi, và nếu như mà mọi người thích thì có thể là nhấp vào đường link ở phía dưới phần mô tả để mình tham khảo thêm về cái mẫu sản phẩm này ha. Và cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo và đừng quên là đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye bye cả nhà.